Chào mừng quý vị đến với bản tin địa ốc trên kênh truyền hình FBNC. Trong bản tin kỳ này thì chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những tin tức đáng chú ý sau đây. Năm 2015, giữ nguyên lãi suất cho vay gói hỗ trợ nhà ở 5%. Căn hộ bình dân sẽ bán mạnh hơn, giá căn hộ hạng sang sẽ cạnh tranh hơn trong năm 2015. Mười thành phố có giá bất động sản mắc nhất năm 2014. Kính thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành quyết định mới thay thế cho quyết định 21 về mức lãi suất cho khoản vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng trong năm 2015. Theo đó, thì mức lãi suất của gói vay này sẽ giữ nguyên như năm 2014 là 5%. Gói cho vay hỗ trợ 30.000 tỷ đồng được khởi động từ tháng 6 năm 2013 với lãi suất ban đầu 6% một năm nhằm tháo gỡ khó khăn cho ngành xây dựng bất động sản. Tuy nhiên, sau hơn một năm triển khai, tốc độ giải ngân gói vay này vẫn rất chậm. Tính đến giữa tháng 10 năm nay, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 12%. Do đó, chính phủ đã ban hành các quyết định nới lỏng điều kiện cho vay, kéo dài thời hạn cho vay cũng như mở rộng đối tượng được vay. Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân được vay ưu đãi gói hỗ trợ nhà ở tối đa là 15 năm, thay vì 10 năm như quy định cũ. Các cá nhân thu nhập thấp có khó khăn về nhà ở, khi mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng mua bán không vượt quá 1,05 tỷ đồng, sẽ được vay. Người dân tại đô thị đã có đất nhưng chưa có nhà, cũng được vay vốn ưu đãi để xây mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình. Chính phủ cũng bổ sung một số ngân hàng thương mại cổ phần do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định được tham gia vay hỗ trợ nhà ở. Cũng liên quan đến nhà ở dành cho người có thu nhập thấp, theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, trong năm 2015, thành phố sẽ có thêm khoảng 10.000 căn hộ tái định cư và nhà ở xã hội với tổng diện tích sàn hơn 1,2 triệu mét vuông. Cụ thể, trong năm sau, thành phố sẽ hoàn thành 13 dự án nhà ở tái định cư với quy mô hơn 7.100 căn hộ và nền đất, tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 905.000 mét vuông. Trong năm này, thành phố cũng sẽ hoàn thành thêm 5 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 3.500 căn, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 312.000 m2. Trong năm 2014, thành phố hoàn thành 2 dự án nhà ở xã hội với hơn 7.000 căn. Tính chung từ năm 2011 đến nay, thành phố đã có 15 dự án nhà ở xã hội được hoàn thành với hơn 2.400 căn, tổng diện tích sàn trên 228.000 m2. Trong năm 2014, thành phố cũng đã cho phép chuyển đổi được 3 dự án nhà ở thương mại sang dự án nhà ở xã hội với diện tích đất gần 2,7 hectare với quy mô 880 căn. Theo Cục Quản lý Công sản thuộc Bộ Tài chính, thì đến cuối năm 2014, các bộ ngành địa phương đã thực hiện báo cáo và đề xuất phương án xử lý đối với gần 153.300 cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước. Trong đó, thì các cấp có thẩm quyền đã phê duyệt phương án sắp xếp lại gần 112.000 cơ sở nhà đất có tổng giá trị hơn 30.000 tỷ đồng. Trong năm 2014, Cục Quản lý Tài sản Công đã tập trung thực hiện nhiệm vụ sắp xếp nhà đất tại các doanh nghiệp thuộc danh mục thực hiện cổ phần hóa đã được các bộ ngành địa phương đưa vào kế hoạch. Trước đó, thì nhằm đôn đốc các bộ ngành địa phương xử lý đúng với những trường hợp sử dụng nhà đất sai chế độ, Cục Quản lý Công sản đề xuất ban hành chỉ thị số 27 về việc tăng cường công tác quản lý trụ sở, cơ quan hoạt động sự nghiệp. Còn liên quan đến dòng vốn đầu tư nước ngoài trong cả năm 2014, thì các thống kê chi tiết hơn từ Cục Đầu tư nước ngoài còn cho thấy FDI rót vào lĩnh vực bất động sản trong năm 2014 đã tăng vọt so với năm 2013. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, vốn FDI đổ vào bất động sản trong năm qua đạt 2,54 tỷ đô la, gấp 2,7 lần so với con số FDI thu hút vào bất động sản của năm 2013 trước đó và chiếm 12,6% tổng vốn đầu tư đăng ký vào Việt Nam năm 2014. Tổng cộng có 35 dự án đầu tư nước ngoài thuộc lĩnh vực bất động sản. Như vậy là bất động sản đã về thứ nhì trong cuộc đua thu hút vốn FDI vào Việt Nam năm qua, chỉ sau công nghiệp chế biến, chế tạo và xếp trên cả lĩnh vực xây dựng. Tính chung từ trước đến nay, những khu vực vốn là nơi sôi động nhất của thị trường bất động sản trước đây cũng là những điểm thu hút FDI mạnh nhất, ví dụ như Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Hồng. Trước đó, vào năm 2012, vốn FDI vào lĩnh vực bất động sản từng chiếm 14% tổng vốn FDI cả nước. Thậm chí vào năm 2010, FDI rót vào lĩnh vực bất động sản chỉ còn chiếm quá nửa tổng số vốn FDI cả nước. Thưa quý vị,
Trước khi kết thúc phần 1 của bản tin sẽ là chuyên mục quen thuộc mỗi tuần một câu hỏi về nhà đất. Trong tuần này là câu hỏi của một vị khán giả tại thành phố Hồ Chí Minh muốn hỏi về một số quy định liên quan đến nghề môi giới bất động sản. Hiện thị trường bất động sản đã hồi phục trên nhiều phân khúc, trong khi luật đã có những quy định chặt chẽ hơn đối với nghề này. Đó là lý do cũng đã có khá nhiều người muốn biết liệu để làm một nhân viên môi giới cần phải đáp ứng những điều kiện như thế nào và có phải là cần phải có bằng cấp chuyên môn về luật hay không, vân vân. Và ngay sau đây thì luật sư Huỳnh Văn Nông, giám đốc công ty luật SH Law, một chuyên gia có khá nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, sẽ giải đáp chi tiết hơn về vấn đề này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Bạn xem đài thân mến, cái hoạt động mà kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật Việt Nam thì phải có cái chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Thì trường hợp mà người đã có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản thì phải hoạt động trong một cái tổ chức có cái chức năng kinh doanh bất động sản hoặc là một cái hợp tác xã. Trong trường hợp mà người có cái chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản mà hoạt động độc lập thì phải được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Thì cái việc mà cấp cái chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản thì trước nhất thì bạn phải tham gia một cái lớp bồi dưỡng về kiến thức môi giới bất động sản để sau đó được cấp cái giấy chứng nhận. Thì khi có cái giấy chứng nhận đã hoàn thành cái lớp bồi dưỡng kiến thức môi giới bất động sản thì bạn nộp hồ sơ tại sở xây dựng của địa phương để mà xin được cấp giấy chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Pháp luật hiện hành thì không có quy định cái điều kiện là kinh nghiệm của người môi giới bất động sản để làm một cái tiêu chí khi cấp cái chứng chỉ hành nghề. Thì bạn có thể liên hệ với sở xây dựng địa phương nơi bạn cư trú để xem cái trình tự thủ tục cũng như là các cái trung tâm đào tạo kiến thức về môi giới bất động sản, là bạn phải theo hết cái lớp này thì mới đủ điều kiện tham gia cấp cái chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Thân ái chào bạn. Quý vị vừa theo dõi chuyên mục mỗi tuần một câu hỏi về nhà đất. Mọi thắc mắc cần giải đáp về những vấn đề liên quan đến nhà đất, quý vị vui lòng gửi thư vào địa chỉ email bản tin địa ốc fbnc@gmail.com. Chúng tôi sẽ lần lượt chuyển đến các luật sư chuyên ngành để giải đáp thắc mắc của quý khán giả trong bản tin địa ốc phát sóng vào hàng tuần. Vừa rồi là phần 1 của bản tin địa ốc. Tiếp theo đây là phần 2 của chương trình với những tin tức nổi bật khác. Năm 2015, căn hộ bình dân sẽ bán mạnh hơn, giá căn hộ hạng sang sẽ cạnh tranh hơn. Phát sinh liên tục giảm lợi nhuận tại châu Á,